Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay Cần Câu Cá Khánh Dơ sẽ đem đến cho các bác một sản phẩm cần tay mang thương hiệu của Benting. Và sản phẩm này là một sản phẩm cao cấp của nhà máy Benting luôn các bác nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem một cây cần cao cấp của hãng Benting nó sẽ có những cái điểm gì khác biệt các bác nhé. Vâng, thì ngay trước màn ảnh của các bác đây, đó chính là một cây Benting thân điểu. Một cây mẫu Benting mà rất là thích hợp cho anh em săn hàng và đánh, có nghĩa là đánh hộ dịch vụ và đa lăng, rất là đa lăng đánh săn hàng. Và với một cái phối màu rất là đẹp, đó chính là màu xanh, xanh dương và đen. Và có những cái điểm nhấn thì các bác có thể vừa xem video thì các bác có thể thấy ngay được rồi. Đấy, rất rất là ưng cái mắt đúng không các bác? Đây, các bác nhìn này. Đó, một cây thần điểu này có giá là trên 3 triệu các bác nhá. Đấy, trên 3 triệu. Nó là một mẫu cần cao cấp, được gọi là cao cấp trong nhà máy của Benting. Đấy, và thiết kế của nó thì các bác có thấy rất là nhiều cái đường nét và hoa văn họa tiết hơn những cái dòng mà bình dân trước đây em đã review các bác nhé. Đó. Đấy, với màu, và cái màu của nó rất là ưng ý, cái màu của nó là màu xanh dương đậm và đen. Đó, đây các bác nhìn này, đây cái chuôi cần này các bác nhé. Thì hiện tại cái cây cần này của em đang có size 4m5 và 5m4. Đấy, và rất thích hợp cho anh em đánh hồ dịch vụ. Hồ dịch vụ nó bao phê luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn nhận. Cái gốc cần họa tiết, chuôi cần thì cũng vẫn được làm sần bình thường các bác nhá. Và sẽ có những cái họa tiết hay là tên nhà máy là Benting này. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có những cái hoa văn họa tiết để cho cây cần nó sẽ được đẹp mắt hơn. Đấy. Đây gọi là điểm nhấn của cây cần các bác nhá. Đấy, điểm nhấn của cây cần. Nó cũng không giúp cây cần tốt hơn được và cũng không làm giảm cái chất lượng của cây cần đi. Và chắc chắn là cũng sẽ không nặng hơn là bao nhiêu đâu các bác nhá. Đấy, thì có cái họa tiết này thì các bác nhìn cây cần nó sang hơn rất là nhiều. Đó, và cây cần này được sử dụng là carbon sần. Carbon sần các bác nhá. Không phải sử dụng carbon bóng. Họ không sơn bóng lên cây cần. Và sẽ giúp cho trọng lượng của cây cần nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Đấy, và cao hơn đoạn tay cầm một chút thì các bác có thể thấy này. Đấy, màu nước đen, cái nước sơn đen này này. Dần dần, nước sơn xanh này các bác nhìn nhá. Nó dần dần nó sẽ chuyển ra màu đen. Đấy, thì là cây cần nó nhìn rất là cuốn, rất là hút. Đấy, thì các bác có thể thấy này. Dưới là một cái logo Benting thì cao hơn một chút thì các bác có thể thấy một cái vùng ranh giới riêng để một cái logo đầu con chim ở đây. Đó, chính vì có cái họa tiết đầu con chim này cho nên cây cần cao cấp của Benting được gọi là cây cần thần điểu các bác nhé. Đó, rất là đẹp đầu con chim. Đó, đây đằng sau là cây cần này các bác này. Đó, một dòng chữ Trung Quốc. Khá tuyệt vời. Đây, em sẽ tháo cái chuôi cần ra cho các bác xem. Và trước khi tháo chuôi cần thì các bác có thể xem cái đối trọng của cây cần này. Cái cần này, cái đối trọng của nó được khoảng hơn 10g đến 20g em không nhớ chính xác, nhưng mà cái thông số này thì em sẽ để dưới phần mô tả để các bác có thể theo dõi. Nói chung là đối trọng này có lặng các bác nhá. Đấy. Rất là có lặng. Đấy, và đối trọng này thì các bác đánh thì vẫn có chỗ chốt dây để lắp an toàn, dây an toàn. Đấy. Đầy đủ. Nó đến cái đối trọng họ cũng in chữ Trung Quốc vào đây và những cái gọi là đường sơn nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nó tạo ra cây cần rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Ở bên trong cây cần các bác này. Cây cần này thông số rất rõ ràng luôn các bác nhá. Các bác có nhìn thấy không ạ? Thông số họ sẽ đánh ghi chữ màu đen luôn. Nên là có lẽ các bác hơi khó nhìn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy không ạ? Đó, đấy là thông số của lóng các bác nhé. Có thông số đầy đủ. Đấy, và cây cần này của em đang cầm trên tay là cây 5m4. Và cây 5m4 này được sử dụng với 4 lóng trong và 1 lóng gốc. Thì trong đó thì có 3 lóng bảo hành rồi, là 3 lóng đầu hay là 2 lóng miễn phí trong 1 năm. Đấy, và cái điểm đặc biệt của cây cần cao cấp này đó chính là cái đột ngọn của nó có thông số lóng các bác nhé, không như một vài dòng sản phẩm khác của Benting giá tầm trung hơn thì cái đọt này đã có thông số nóng các bác nhé. Cái sợi liên kết của carbon và gọi là độ hoàn thiện nó rất là cao.
là các bác nhìn cái vòng ấy, các cái mép vòng của nó không có đoạn nào bị méo cả, có nghĩa rất là tròn và đều. Đấy là chính là độ hoàn thiện cao của gây cần. Ngoài cái vẻ đẹp bên ngoài ra nữa thì các bác nên quan tâm đến cái chất lượng cần hơn một chút nữa. Đó là những cái chi tiết nhỏ ở bên trong cây cần. Thế còn thật ra hình thức đẹp thì cũng là một phần thôi, quan trọng là cây cần phải chơi và được nhiều feedback chất lượng đấy thì mới đáng để anh em chơi. Vâng, và cây thần đưng này ở thị trường Việt Nam thì em mới đưa về và chưa được nhiều anh em biết cho lắm, nhưng mà ở bên thị trường Trung Quốc, những người dân nội địa Trung Quốc thì họ sử dụng cây này để săn hàng rất là tốt. Con cá tầm 20-30 cân họ đánh rất là bình thường, ok. Đó, chính vì và có những cái video của họ đánh luôn, nên là chính vì những thực tế như thế nên em đã quyết định là đưa sản phẩm này về để cho anh em săn hàng và đánh hồ dịch vụ nhé. Đấy, và đây bên trong của nó các bác này, những cái gọi là sơn nóng này, các bác nhìn này. Đấy, nó có những cái dòng chữ trên các lóng nhìn rất là đẹp. Đây là con này em đang cầm là 5m4 các bác nhé. Đó, và sắp tới nó về thêm rất là nhiều size 36 và 63 nữa. Đó, ngọn của con này thì khoảng 1 ni 2, 1 ni 1, 1 ni 2, và lực phân bổ của nó là 28 y. Như các bác cũng đã biết đấy, thì đa số những cái dòng cần săn hàng thì họ đều xem lực phân bổ là 28 y. Đấy, 19 ví dụ lực phân chủ phân bổ 19 thì nó hơi cứng quá, 28 y là hợp lý nhất. Đó, và cây cần này như em cảm nhận thì nó sẽ được khoảng 4h30, và độ lẩy của nó rất là cao ở đầu cần, nên là khi anh em ra mồi rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Đấy, mặc dù là cần dài thì anh em ngại cái vấn đề ra mồi, nhưng mà với những con cần tầm trung trung như này, gọi là tuyệt vời như này rồi, thì anh em ra mồi nó rất là dễ dàng thôi, và không khó như anh em nghĩ đâu nhá. Vâng, và phần cuối video thì em sẽ có một đoạn quay cái độ lẩy của cây cần cho anh em xem để anh em cảm nhận. Còn về thông số, trọng lượng, đối trọng hay là tất cả các thứ thì em sẽ để ở dưới phần mô tả của bài viết. Còn giá sản phẩm thì các bác vui lòng truy cập website em đã gắn ở dưới phần mô tả của bài viết nhé, hoặc liên hệ với em số điện thoại ở dưới góc màn hình các bác đấy. Đấy, thì em sẽ liên hệ và tư vấn cho các bác, báo giá cho các bác nhé. Ok, cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Vâng, thì đây này, em đã ra cần con 4m5 các bác nhá. Thì em sẽ test độ lẩy của nó để giúp cho tất cả các bác ở xa xem video có hiểu được cái độ lẩy một phần nào đó của cây cần. Đấy, các bác có thể thấy không ạ? Cái đầu cần rất là lẩy và thân rất là cứng. Đó.